trên phiếu yêu cầu dịch vụ, anh chị chọn dịch vụ đã thanh toán và điền thông tin cá nhân. 30 phút trước khi lấy mẫu, anh chị vui lòng không làm các điều sau. 1. Không ăn. 2. Không uống, bao gồm nước lọc. 3. Không đánh răng. 4. Không hút thuốc. 5. Không nhai kẹo cao su. 6. Không dùng son môi. 7. Không hôn. 8. Không lấy mẫu ngay sau khi ngủ dậy. Bây giờ, anh chị mở hộp dụng cụ lấy mẫu. Lưu ý, thao tác nhẹ tay, không làm đổ dung dịch màu xanh trên nắp phễu. Nhả nước bọt vào phễu, nhả đủ lượng nước tới vạch đen nét liền trên thành ống. Không tính lượng bọt. Đối với trẻ, anh chị dùng đầu tăm bông quét hai bên má trong hoặc dưới lưỡi cho đến khi tăm bông thấm đẫm nước bọt. Sau đó, đưa đầu tăm bông vào rãnh chữ V trên phễu, vắt nhẹ để nước bọt chảy vào ống kích. Lặp lại nhiều lần cho đến khi lượng nước đạt đến vạch đen nét liền trên thành ống. Không tính lượng bọt. Đóng nắp phễu để dung dịch bảo quản màu xanh chảy xuống ống. Tháo phễu, thay bằng nắp xanh đi kèm, vặn chặt nắp xanh. Sau đó lắc nhẹ ống 3 đến 5 lần để dung dịch bảo quản hòa lẫn vào nước bọt.